Nay mình cùng làm món cơm chiên với rau củ ăn nha các bạn. Này, cơm này của mình cơm trắng mình nấu rồi mình để nguội nè. Cái này mình ăn củ cải đỏ với đậu que. Còn này chén hành với chén tỏi mình nè. Này tỏi này hồi để mình thử sơ sơ cho nó bùi bùi ăn ngon. Hành ba. Bây giờ mình đập trứng mình trộn vô cơm trước nha các bạn. Hai trứng là xong hả bà. Bây giờ mình bắt cái chảo dầu mình xào sơ cái rau củ này trước đây. Này mình cho vào một tí hạt nêm nữa bạn, cho nó mặn mặn vừa miệng. Gì chín rồi bạn, được rồi. Rồi mình bỏ vô cơm nữa là vừa. Giờ mình bỏ ra tô thôi, đổ vàng này cho cơm nha bạn. Cơm bắt mắt quá. Tại mình muốn ăn giòn á nên mình chiên hơi lâu và hộp cơm nó ráo lại cái là nó giòn ăn ngon lắm. Cơm chiên rau củ đơn giản nhưng mà nhìn bắt mắt lắm các bạn. Cái này mình ăn kèm với hai cái trứng vịt nè. Mình thì mình không ăn ốp la nên mình chiên cho chín, còn của vợ mình ốp la nè, ấp la đến giữa này. Nước tương với hai cái món quen thuộc dưa leo với cà chua. Mời các bạn nha. Cái này dừa miệng ha. Chiều mình muốn ăn dừa miệng nên mình nêm nước mắm với chút hạt nêm. Giờ mình ăn thêm nước tương cũng được, mỏng thêm nước tương cũng được, dừa. Trứng vịt.
nó trứng lớp là ngon, đâm chuối trứng lớp là thế này. Chúng tỏi nè bạn, chiên chín nó bùi bùi ngon. Đặt lên dép la mà này xé không tay luôn rồi. Chứ ớt để tủ lạnh lâu quá nó tèo ngắt hết, béo hết. Cay. Ừ, cũng cay quá. Béo rồi thì ớt hết một hơi khô quá. Nhiều lắm chị, anh đọc tới cổ máy rồi. Bỏ đi. Buồn không? Cơm vừa mẹ phải chấm trứng với nước tương đó. Bình thường mà. Chứ giờ đang học giữa ra không được mà. Không quen. Học giật mình kia. Chín vậy à. Còn đang có vợ mình lớp ra nè. Ăn đừng ngó không quen à. Béo béo, không quen khó ăn. Món cơm chiên ăn với học giật Bách Thảo á, ngon. Mà bữa nay mình hết học giật á, hết giật Bách Thảo rồi. Chị quên kêu anh mua. Anh với nó là khỏi chê. Anh tướng chiên mà đỡ. Mà nhiều người ăn không quen ăn được. Nó có cái mùi à. Bé bé mà khai khai. Nó thở á. Mấy lần đầu ăn được, ăn với ăn quen. Ăn được có thở. Chua ngấm đá luôn. Mới ăn là ăn đến thở xong rồi nuốt vô. Không biết sao chứ em bẩm sinh từ nhỏ là thích ăn mấy cái đó. Nó là như bánh bao có bột khai vậy. Bé Thảo cũng vậy. Chỉ bánh bao khai. Có bột khai mới ăn. Bột khai này cũng ngay. Như là bột tàu nở.
nhiều mà kiểu mà mát sát rồi nhiều. Cắt chả lựa ra anh quên ăn hết hết hả? Ừ. Tháng đem đi à? Có đâu, hôm qua anh cắt hết rồi đó, đừng còn này muốn chả lựa thôi, hôm qua anh cắt hết, biết chịu mua thêm đòn à. Nguyên tô nhiều lắm à, ăn hai chén còn no, cơm chiên ăn mau no. Mình kết thúc clip đây nha bạn. Các bạn hãy đăng ký like kênh ủng hộ mình nha bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.